Apple ngăn chặn bên thứ ba thay pin cho iPhone. Vâng, nếu như bạn đang xài iPhone XS, XS Max hoặc là XR chạy iOS 12 hoặc là 13 beta, các bạn vào trong phần cài đặt pin Battery Health, tức là phần kiểm tra sức khỏe của pin, mà nó hiện ra một cái dòng thông báo có tên đó là không thể xác minh iPhone này dùng pin chính hãng của Apple, thông tin sức khỏe không có sẵn cho pin này, thì rất có thể là viên pin của các bạn đã bị thay thế từ một bên thứ ba không do Apple ủy quyền. Vâng, như vậy là theo IVsys thông báo thì Apple họ đã bắt đầu gay gắt hơn cho việc ngăn chặn các bên thứ ba thay pin cho iPhone. Mà cụ thể hơn là gần đây thì những chiếc iPhone XS, XS Max và XR chạy iOS 12 và 13 beta tại thị trường Mỹ, bạn lưu ý là chỉ có tại thị trường Mỹ thôi, một số con máy mà khi bị thay pin từ bên thứ ba thì khi vào cài đặt tình trạng pin thì sẽ hiện ra cái dòng thông báo này. Và cái việc này thì không chỉ là ngăn chặn việc bên thứ ba thay pin cho iPhone, mà bây giờ thì cái việc thay pin cho iPhone nó bắt buộc là phải do đội ngũ Genius của Apple họ thực hiện, hoặc là phải do các đại lý chính hãng của Apple ủy quyền thực hiện. Còn nếu như kể cả khi mà người dùng chúng ta tự thay pin cho iPhone tại nhà, mặc dù viên pin đó là cũng là viên pin chính hãng của Apple luôn, thì cái thông báo này nó vẫn xuất hiện. Điều đó có nghĩa là sao? Theo một kỹ thuật viên của IVsys, một cái chuyên trang chuyên thống kê, chuyên liên quan đến các vấn đề sửa chữa trên iPhone, iPad, họ cho biết đó là Apple đã kiểm soát cái vấn đề này nhờ việc họ đã thêm một con chip định nhớ trên viên pin đó, và nó đóng vai trò như là một cái chìa khóa. Và khi mà nếu xác thực là cái viên pin này nó phải khớp với iPhone thì cái tính năng là Battery Health thì nó mới hoạt động bình thường. Còn nếu như là với những viên pin thứ B thứ ba nó không được trang bị con chip này thì chắc chắn là sẽ không thể kích hoạt được cái tính năng này. Đấy. Theo một số chuyên gia đánh giá thì cái động thái này của Apple họ đã bắt đầu gay gắt hơn và quyết liệt hơn đối với một số bên từ thứ ba họ thay pin cho iPhone. Nhưng đó là việc mà thay pin không chính hãng này, pin kém chất lượng này, pin được dẫn đến các vấn đề xấu và tác động gây hư hại cho iPhone, đặc biệt là các vấn đề cháy nổ. Tuy nhiên các bạn hoàn toàn yên tâm là hiện tại, mình nhắc lại là chỉ có những con iPhone XS, XS Max và XR chạy iOS 12 và 13 beta tại thị trường Mỹ thì mới có thể là xảy ra hiện tượng này nếu như là thay pin không chính hãng. Còn với những dòng iPhone thấp hơn, hoặc là với những thị trường khác, hoặc là với những dòng iOS thấp hơn thì sẽ không có dòng trạng thái này. Và nếu như chiếc iPhone của các bạn đang gặp bất kỳ vấn đề gì liên quan đến pin mà các bạn không thể tự thay thế, tự khắc phục và tìm một địa chỉ uy tín an toàn, thì các bạn có thể liên hệ đến trung tâm sửa chữa điện thoại, bệnh viện điện thoại 24 giờ tại địa chỉ là 1114 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh để được kiểm tra cũng như là thay pin với mức giá rẻ nhất và chất lượng tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Và rất cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Nếu anh em thấy hay đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe để tiếp tục theo dõi các thông tin game, các thông tin công nghệ mới nhé.